Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Tiên Lữ đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp và Chuyển giao Công nghệ ngành bán lẻ có trụ sở tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, tiến hành xử lý bãi rác 7.000 mét khối tại thị trấn Vương bằng chế phẩm sinh học IMO. Chế phẩm vi sinh vật bản địa, gọi tắt là chế phẩm IMO, được nuôi cấy bằng mật dỉ, mía đường, nước, rượu và các loại quả qua sơ chế, gồm đu đủ, chuối, cam, nho, sau đó dùng để xử lý rác thải sinh hoạt. Theo đánh giá của chuyên gia của Trung tâm Chuyển giao Công nghệ, thì sau từ 15 đến 30 ngày, lượng rác sẽ tự tiêu hủy, đạt từ 40 đến 50%. Cơ bản, lượng rác hữu cơ sẽ bị tiêu hủy, kèm theo đó là khử được mùi, tránh ô nhiễm môi trường tại khu chứa rác. Phần rác thải vô cơ và chất rắn sẽ được xử lý ở công đoạn tiếp theo bằng việc đổ bê tông. Được biết, sau khi thí điểm xử lý rác tại đây, công nghệ nuôi cấy chế phẩm IMO sẽ được chuyển giao cho Hội Phụ nữ tỉnh Hưng Yên triển khai nhằm phục vụ đề án xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.